Mến chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ là review cái bạt kéo có dạng là sóng xếp là 30 cm cho bạn xem. Khi kéo dạng ra thì là nó sẽ là có khoảng cách là 30 cm. Ở đây thì mình có sử dụng cái bạt Korea, độ dày là 0.38. Bạt này màu này màu nâu đất nha bạn. Màu này là chuyên dùng cho những cái quán cà phê thì đúng với tông màu, rất là hợp để kinh doanh những cái quán cà phê.